Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em nào ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ của bên em thì có chạy trên màn hình, số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em hoàn toàn miễn phí ship cho anh em. Phụ kiện tặng kèm luôn là một cái sạc cáp zin 25W đối với Samsung và sạc cáp 20W đối với iPhone nha. Dòng nào có ốp lưng thì em sẽ chủ động tặng cho anh em. Và chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm luôn nha anh em. Và phần hiển thị màn hình thì bao test cho anh em 7 ngày và cảm ứng là 3 tháng. Không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị nha anh em. Và đây là số tài khoản cũng là hai số điện thoại duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Số đầu tiên là 0818 60 60 60 và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng luôn nha. Số tài khoản ngân hàng 0902 060 151, ngân hàng VB Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em. Anh em lưu ý khi chốt hàng cọc hàng qua số tài khoản nha anh em. Ngoài ra thì bên em có hỗ trợ trả góp cho anh em thông qua căn cước công dân có gắn chip. Thủ tục rất là đơn giản anh em, không thẩm định và không gọi người thân. Thì hiện nay có một số thay đổi thì anh em mua góp vui lòng trả trước cho bên em từ 10 đến 20% tùy theo giá trị máy nha. Chẳng hạn như cái máy dưới 10 triệu thì anh em chỉ cần trả bước trước cho bên em là 10% là anh em đã góp được. Và máy trên 10 triệu thì anh em trả trước cho bên em là 20% nha. Tại vì có một số thay đổi so với cái lúc trước em bán không cần trả trước, dư lên đến 15 triệu đồng nha anh em. Thì mỗi ngày em đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có. Anh em có đam mê công nghệ, yêu thích những dòng sản phẩm smartphone thì anh em có thể cho em một like và một follow kênh để em báo giá cho anh em mỗi ngày nha. Khi anh em có đăng ký và bật chuông thông báo thì mỗi ngày em đều có lên clip thì sẽ YouTube sẽ thông báo cho anh em để anh em vào xem. Thì anh em ủng hộ con máy nào thì em sẽ quay lại riêng biệt một con máy đó cho anh em. Thật là kỹ lưỡng và chi tiết cũng như là báo rõ tình trạng cho anh em. Chế độ bảo hành cũng như là ship code như thế nào thì em sẽ hỗ trợ cho anh em nha. Đầu clip thì em sẽ lên cho anh em những con máy giá rẻ em thu lại của khách nha. Cây đầu tiên là một con iPhone 11 phiên bản quốc tế màu trắng, ngoại hình đẹp 99% luôn em. Em bán con này với mức giá là 4 triệu 500 nghìn nha. Giá 4 triệu rưỡi, phiên bản quốc tế chuẩn luôn nha anh em. Đó, giá thành thì khá là hợp lý để anh em chữa trái nha. Đó, đây là một cái ngoại hình đẹp 99%. Rồi tình trạng con này như thế nào thì em sẽ lên chi tiết cho anh em xem để có mức giá là 4 triệu 500 nghìn nha. Tại vì máy bình thường thì em bán với giá là 6 triệu rưỡi anh em, rẻ hơn con máy bình thường là 2 triệu nha. Đây, iPhone 11 phiên bản LA quốc tế Mỹ, không giới hạn SIM là bản quốc tế nha. 64GB và anh em dùng được 2 SIM, một SIM vật lý và một eSIM. Lý do con này em bán rẻ vì sao? Đó là khách đã thay màn hình linh kiện rồi nha anh em. Anh em lưu ý, đây là màn hình linh kiện của bên thứ ba sản xuất, không phải là màn hình zin của Apple. Hiển thị này kia nọ cảm ứng mọi thứ đều bình thường, em đã test rồi nha anh em. Đó, vẫn bảo hành cho anh em là 3 tháng. Và phần hiển thị màn hình thì bao vẫn bao cho anh em là 7 ngày. Cảm ứng thì bao luôn 3 tháng cho anh em nha. Đây, camera thì vẫn đẹp. Không có một cái lỗi nào ở camera. Đây, rất rộng, chân dung. Đây, cam selfie. Nói chung mọi chức năng em đã test full rồi. Và Face ID thì đầy đủ nha. Thì khi màn hình đã thay thì sẽ bị mất chức năng là chu tông nha anh em. Và thêm một cái nữa, con này khách đã thay pin rồi luôn. Thay pin nhưng không sạc cổ cáp cho nên nó báo là linh kiện không xác định. Rồi, chỉ có vậy thôi. Face ID đầy đủ, chức năng hoàn toàn bình thường. Em bảo hành cho anh em 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm luôn nha. Cảm ứng 3 tháng cho anh em. 4 triệu 500 nghìn cho con iPhone 11 bộ nhớ 64GB. Màu trắng, ngoại hình đẹp 99% nha anh em. Đã thay màn hình linh kiện, hiển thị đẹp. Nói chung anh em ít tiếp xúc với iPhone 11 thì con này thì rất là khó để anh em phát hiện ra cái màn hình này là đã thay màn hình linh kiện nha. Nhiều khi anh em nhìn cái màu sắc nó rất là đẹp, cứ nghĩ là màn hình zin đã thay nha anh em. Đó, màn hình linh kiện. Bên em bán hàng thì có sao em sẽ báo chính xác tình trạng cho anh em, không có giấu giếm nha. 4 triệu 500 nghìn coi cho iPhone 11 để anh em chữa cháy nha. Tiếp theo là một con iPhone XS Max. Con này thì màu trắng, cũng là phiên bản quốc tế luôn. Cây này em bán ra cho khách xài cũng mấy tháng rồi. Khách lên 12 Pro Max nên để lại em với mức giá là
5.800.000 nha. Con này thì ngoại hình còn khá đẹp, cái kính cam nó hơi bị rạn nhẹ kính nha anh em. Đây, rạn nhẹ kính, không ảnh hưởng gì tới chức năng là chụp hình. Con này thì là màn hình zin theo máy luôn, cho nên nó có chu tông nha, màn zin, men zin và vỏ zin. Thì con này là khách đã thay mà thay pin rồi, không sạc cổ cáp, cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt. Pin thì xài rất là ngon nha anh em, pin rất là châu bò. Phiên bản Airway quốc tế Mỹ 64GB. Không giới hạn SIM là bản quốc tế nha. Anh em dùng được hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM, đầy đủ mọi chức năng, bảo hành cho anh em là 3 tháng và hỗ trợ reship cho anh em đến tận nhà luôn nha, nhận hàng kiểm tra. Đúng như clip này thì anh em mới thanh toán và có hỗ trợ trả góp cho anh em ghé trực tiếp cửa hàng của em nha. 5.800.000 thì anh em sẽ không cần trả trước luôn. Nó rất là nhanh chóng và dễ dàng. Rồi con XS Max 64GB này em bán là 5.800.000 nha anh em. Tiếp theo là một siêu phẩm iPhone 11 Pro Max màu xanh mai, màu xanh green. Con này thì em bán chỉ có 7.400.000 thôi nè. Đó, ngoại hình con này thì không được đẹp nha. Sườn nhăm nhiều, em tính là cái này là gọi là sườn xấu nha. Cho nên anh em không có quan tâm gì cái ngoại hình nha. Nó gắn ốp vào là xài, chỉ có nhăm thôi, không cấn, không mớp nha. Có nghĩa là con này khách xài không có bị rơi rớt. Màn hình thì đẹp keng luôn, không có bị trầy xước do là khách có dán cường lực nha anh em. Thì khi em thu em lột ra để kiểm tra màn, màn đẹp không trầy. Đây là phiên bản Airway quốc tế Mỹ 64GB. Dùng được một SIM vật lý và một eSIM. Con này thì pin zin còn được 87%, đầy đủ mọi chức năng. Con này thì nguyên zin, nguyên cây luôn em. Em thu lại của khách quen đang sử dụng, cho nên chất lượng thì tuyệt đối yên tâm. Đó, và mức giá em bán con 11 Pro Max này chỉ có 7.400.000 thôi anh em. 7.400.000 là anh em đã sở hữu được một siêu phẩm cực kỳ là bền và pin khá là trâu bò nha. Màn hình to, màu xanh green. 7.400.000 em đã tặng thêm cho anh em một cái ốp lưng về gắn vô là sử dụng thôi, không có biết được cái máy là đã xấu sườn nha anh em. Đó. Con này là kính đẹp và vỏ xấu, cho nên anh em lưu ý khi chốt con này nha. Anh em nào không quan tâm ngoại hình thì quá là ngon luôn em, chữa trái là quá đỉnh, 7.400.000 nha. Samsung S23 Ultra màu xanh green. Con này thì em chỉ còn được đúng một cây duy nhất thôi, ngoại hình tầm khoảng 97%. Ngoại hình thì tàn phai theo năm tháng nha anh em, cũng không đến nỗi mà xấu lắm anh em ơi. Đó, sườn thì chỉ có trầy nhẹ theo thời gian thôi, không cấn không mớp gì nặng luôn nha. Nó chỉ phải xíu xiu ngay chỗ này thôi, ngay chỗ cây bút. Đó là tổng thể cái ngoại hình. Và cái kính thì nó hơi bị xước nhẹ, anh em về đi dán lại là đẹp nha. Đây xước một vết và ở đây có một vết nữa. Nói chung vết xước nhẹ hai vết, còn lại mọi thứ đều hoàn hảo nha anh em. Con này thì hàng chính hãng Việt Nam, đã hết bảo hành chính hãng. Em bán thì sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng, anh em thoải mái sử dụng. RAM 8GB, bộ nhớ là 256. Con này thì chạy con chip là Snapdragon 8 Gen 2, dùng được 2 SIM vật lý luôn nha. Pin thì 5.000 mAh. Đó, màn hình to 6.8 inch, tần số quét cao 120Hz. Và con này thì hiển thị 2K cộng lẫn nha anh em, màn hình cực kỳ đẹp và sắc nét. Đây, hàng chính hãng Việt Nam thì nó có chức năng thêm nữa là ghi âm cuộc gọi nha. Đó là tổng thể con máy này tầm khoảng 97% và có bóc zin kèm theo máy luôn nha anh em. Mức giá em thanh lý con này chỉ có 15.300.000 thôi. Đó, giá 15.300.000 nha. Hôm qua thì em về được 3-4 cây S23 Ultra đẹp thì anh em đã lựa hết rồi. Chỉ còn lại đúng một con xấu này thôi. Mà nói và xấu thì cũng không đến nỗi xấu lắm nha anh em, tầm 97% thôi. Anh em xài cũng quá là ngon nha. 15.300.000 cho một siêu phẩm dân xa 100x nha. Tiếp theo em thanh lý cho anh em tiếp một con nữa. Đây là iPhone 11 bộ nhớ 128GB màu xanh mai. Con này thì ngoại hình đẹp nha anh em, 99%. Khách đang bọc keo nguyên cây, anh em về chỉ gắn SIM là sử dụng thôi. Con này mà lột keo ra là đẹp lắm luôn anh em ơi. Đó, màn hình thì đẹp luôn nha, không có bị trầy xước. Đó, nguyên zin. Tình trạng con này như sau. Hàng chính hãng Việt Nam, VNA, pin đã thay rồi nha anh em. Con này thì pin thay nhưng mà khách không sạc cổ, cho nên nó báo là linh kiện không xác định. Em đo trên 3U thì nó pin nó còn được 81% nha. Bộ nhớ trong là 128GB. Phiên bản Việt Nam anh em dùng được 2 SIM luôn, một SIM vật lý và một eSIM. Đó, đầy đủ hết, chu tông đầy đủ, nói chung mọi thứ đều ok. Chỉ lệch có mỗi cục pin thôi, pin 81%. Và em bán con này rẻ hơn phiên bản 64GB luôn anh em.
6.100.000 nha, giá 6.1 triệu. Anh em muốn thay pin new thì cộng lên cho em là 300, em sẽ thay cho anh em cục pin new 100% nha. Rồi 11 bộ nhớ 128GB 6.100.000 nha. Tiếp theo là em lên một con siêu phẩm, rất là lâu rồi em mới về được một cây. Con này thì em cũng bán ra cho khách xài rất lâu em mới thu lại anh em. Đây là Samsung S20 Ultra, màu xám rất là đẹp nha. Con này khách xài phải nói là quá kỹ luôn anh em. Đẹp hầu như là 99% luôn, không có bị cấn mốc hay trầy xước gì nặng hết. Màn hình khách cũng đã dán luôn luôn rồi. Đẹp nha, không trầy. Đó. Hiển thị thì long lanh, không ám ố hay là lưu ảnh. Nói chung một con máy này thì rất là hoàn hảo. Tình trạng con này là đã thay kính lưng sau rồi nha anh em. Thay lưng zin, bốc máy từ máy khác sang. Đó, không có trùng số email nha, anh em lưu ý. Tại con này thì em bán ra cho khách, trước đó thì em đã thay cái lưng này rồi. Khách về chỉ cần lại để về là xài thôi. Đó, khách lên đời con S23 Ultra, cho nên hôm nay em mới thu lại. Chức năng này kia nọ thì anh em hoàn toàn tuyệt đối yên tâm nha. Cấu hình con này là RAM 12 và bộ nhớ là 128, chạy con chip ROG Snapdragon 865. Phiên bản quốc tế Mỹ thì anh em có thể dùng được hai sim luôn em. Một sim vật lý và một eSIM. Pin thì 5000 mAh. Dòng này thì pin khá là trâu bò nha. Màn hình 2K cộng tần số quét 120Hz. Cộng camera thì khỏi phải bàn cho dòng này. Đó, đây là camera zoom xa 100x đời đầu của Samsung luôn nha. Đó, zoom xa quá đẹp luôn em. Và mức giá em bán con này chỉ có 6.200.000 nha. Đó, nguyên zin hết cho anh em, chỉ lệch cái nắp lưng thôi. Và nắp lưng này cũng là nắp lưng zin luôn nha. Bốc máy từ máy khác sang, cho nên không trùng cái số email ngoài sau lưng. Cái này thì cũng không có ảnh hưởng gì lắm nha. Quan trọng là cái màn hình và cái men. Em bao cho anh em là màn hình zin đẹp, không ám ố. Và men thì chắc chắn là 100% zin. S20 Ultra 6.200.000 nha. Tiếp theo thì hôm nay em có về được một cây siêu phẩm S21 Ultra, phiên bản quốc tế Mỹ nha. Con này thì khách đã đi vào hãng thay màn new và sườn new. Cho nên ngoại hình thì quá đẹp luôn em, 99% nha. Anh em thoải mái yên tâm sử dụng vì cái màn này là màn hình new. Được Samsung bảo hành là 3 tháng luôn nha anh em. Đó, bảo hành 3 tháng luôn, kể cả cái phần màn hình theo chế độ của Samsung nha. Đó, bên em bán hàng thì cố gắng báo sát tình trạng cho anh em, có sao báo vậy thì để đỡ mít lòng về sau nha. Cấu hình con này thì RAM 12 và bộ nhớ là 128, chạy con chip ROG Snapdragon 888 nha. Phiên bản quốc tế Mỹ anh em dùng được hai sim. Đây, một sim vật lý và một eSIM. eSIM là sim kỹ thuật số nha, anh em xài nhà mạng nào thì đi ra nhà mạng đó để mình ép vào rất là nhanh chóng. Pin thì 5000 mAh và con này thì camera được cải tiến hơn dòng S20 Ultra. Cũng là zoom xa 100x luôn nha anh em. Đó, màn to thì cũng vẫn là 6.8 inch, tần số quét 120Hz. Ngoại hình con này thì quá đẹp, 99% luôn nha. Màn new, khung new, anh em không cần quan tâm về cái vấn đề màn hình. Nó được Samsung bảo hành 3 tháng và phần cứng thì bảo hành cho anh em là 3 tháng luôn. Giá 8.600.000 cho con này nha, 8.600. Cả tuần nay thì em đứt hàng S21 Ultra, anh em không có về được hàng, cho nên em không có S21 Ultra để bán cho anh em luôn nha. Thì hôm trước có anh em nào nhắn tin chốt con này thì xem được clip này thì nhắn lại giúp em nha. 8.600 cho con S21 Ultra 5G, phiên bản quốc tế Mỹ, màn hình new nha. Tiếp theo là một con siêu phẩm pin cực kỳ là trâu bò, Samsung A73 5G, màu đen nha, phiên bản chính hãng Việt Nam. Con này ngoại hình đẹp 99% và còn bảo hành cho tới tháng 5 năm 2024. Mức giá em bán con này thì vẫn như cũ thôi anh em, 5.900.000 nha. Còn bảo hành chính hãng, khá là ít hàng thời điểm hiện tại luôn em. Nếu mà có hàng thì giá thì thành cũng khá là cao nha, nhưng mà em bán chỉ có 5.900.000 thôi. RAM thì 8GB, bộ nhớ trong là 128. Con này pin phải nói là siêu bền luôn em. Đó, lên đến 5000 mAh. Biên màn hình to 6.7 inch, tần số quét thì là 120Hz, hiển thị siêu đẹp luôn em. Đó, bản Việt Nam thì chắc chắn nó sẽ có chức năng là ghi âm cuộc gọi nha. Đây, bật lên cho anh em luôn. Đó, tự động ghi âm. Đó, khi anh em gọi thì nó sẽ tự động ghi âm lại. Anh em muốn nghe thì mở ra là nghe lại cái cuộc gọi vừa rồi nha. Giá 5.900.000 cho con A73 5G. Tiếp theo là em lên một con siêu phẩm zoom cực kỳ xa luôn. Đây là Xiaomi Mi 11 Ultra,
màu trắng rất đẹp luôn em. Con này thì lưng bằng gốm sứ nha, cầm nắm phải nói là cực kỳ chắc tay. Ngoại hình đẹp quá đẹp, 99%. Khách đã dán mặt lưng và dán màn hình rồi, anh em về chỉ cần gắn sim là xài thôi. Đây là phiên bản sách tay về nha anh em. Hiện tại thì em đã Việt hóa tiếng Việt đầy đủ để anh em dùng rồi. Đó, ngoại hình thì không có gì để chê. Và điểm nổi bật của con này nằm ở cái camera nha. Đây, cực kỳ là hầm hố luôn em. Zoom xa là 120x luôn nha. Anh em nào muốn up rom tiếng Việt thì chịu khó chờ 7 ngày để unlock bootloader thì anh em sẽ up được rom tiếng Việt. Hiện tại thì em đã Việt hóa tiếng Việt trên 90% để anh em dùng rồi nha. Mức giá em bán cho con này là 7.700.000. 11 Ultra giá 7.700.000 nha. Tiếp theo là một cặp siêu phẩm quốc dân em bán cực kỳ là chạy hàng. Thì em cũng còn được có vài cây nữa là hết cái lô vừa rồi nha anh em. Đây là cặp Samsung S20 FE 5G phiên bản quốc tế Mỹ. Một cây màu xanh đen và một cây màu xanh ngọc. Cây màu xanh đen này đẹp 99, em bán là 4.200.000. Và cây 98% em bán với giá là 3.900.000 nha. Đó, ngoại hình em quay cho anh em xem. Cây màu xanh ngọc thì nó trầy nhẹ thôi, còn cây màu xanh đen thì đẹp 99%, cực kỳ là đẹp luôn anh em. Cấu hình con này thì RAM sẽ là 6GB và bộ nhớ trong sẽ là 128GB nha. Màn hình to 6.5 inch, tần số quét con này quá cao, 120Hz luôn nha. Đó, và bản Mỹ này thì anh em chỉ dùng được có một sim thôi. Pin thì khá là trâu, 4500mAh nha. Đây, nói chung là một con máy này cấu hình mạnh, mượt, 120Hz và camera cũng khá là nét. Zoom xa lên đến 30x luôn nha anh em. Mức giá thì khá là dễ chịu. Để anh em dùng được một con máy hoàn hảo mọi thứ luôn, chỉ duy nhất là chỉ dùng được có một sim thôi. 3.900.000 và 4.200.000 nha. Tiếp theo là một con iPhone 11, em chỉ còn đúng một cây duy nhất, iPhone 11 Pro nha anh em. Bộ nhớ 64GB, con này thì màu xám, pin đã thay new 100%. Em bán là 7.200.000 nha. Con này thì ngoại hình đẹp tầm 98% thôi. Sườn nó có phẩy nhẹ theo thời gian. Đây, phẩy chấm sườn nhẹ thôi anh em, không đáng kể lắm nha. Còn lại mọi thứ là đẹp, màn đẹp và lưng đẹp. Con này pin đã thay rồi. Và có sàn cổ cáp cho nên nó vẫn báo dung lượng là bình thường trong phần cài đặt nha. Dung pin 100%. Còn lại là bao zin nguyên bản cho anh em, chỉ lệch có cục pin thôi. Tại vì dòng này ra lâu rồi thì pin nó sẽ yếu. Thì mà để nguyên bản bán cho anh em thì chắc chắn là không có được trâu. Cho nên em chủ động thay pin mới cho anh em để về dùng luôn nha. Đó, bảo hành thêm 3 tháng nữa. Bảo hành luôn cục pin cho anh em nha. Giá con này là 7.200.000 thôi. 7.200.000. Samsung Note 10 5G. À xin lỗi, con này là Samsung Note 10 Việt Nam anh em. RAM 8, bộ nhớ là 256GB, con này dùng được 2 SIM vật lý. Ngoại hình thì tầm khoảng 97%. Sườn nó có trầy nhẹ ở góc như thế này và khay SIM thì là màu đen nha. Còn lại thì em có soi rồi, còn khá đẹp anh em. Tầm 97%, màn hình thì đẹp keng, không có bị trầy xước, ám ố hay là lưu ảnh gì hết anh em. Khá lâu rồi em mới về được một cây màu đỏ mà phiên bản Việt Nam 2 SIM vật lý nha. Con này em lên 4.500.000 nha. Giá 4.500.000 cho một siêu phẩm màu đỏ 2 SIM vật lý nha. Tiếp theo là một cây màu đỏ nữa. Ngoại hình nhỏ gọn, đây là iPhone 12 mini. Bộ nhớ trong 64GB luôn nha anh em. Ngoại hình thì tầm khoảng 98%, không cấn không mấp, chỉ chấm nhẹ sườn một vài chấm như thế này thôi. Còn lại là đẹp nha. Màn hình thì đẹp, xước nhẹ, không đáng kể. Con này tình trạng là đã thay màn hình zin, bốc máy từ máy khác sang cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt. Pin thì còn được 81% nha anh em, cũng khá là ok. Con này anh em dùng để chữa cháy nghe gọi chạy xe là hết bài luôn. Hàng quốc tế Canada nha. Đây, linh kiện không xác định là màn hình đã thay rồi, nhưng mà là màn hình zin nha anh em, chứ không phải là màn hình bên thứ ba sản xuất nha. Zin bốc máy từ máy khác sang. Và con này anh em dùng được 2 SIM luôn, một SIM vật lý và một eSIM. iPhone 12 mini nha. Mức giá em bán cho con này là 5.200.000. Giá 5.200.000. Tiếp theo là em sẽ lên cho anh em iPhone 14 Pro Max. Hôm nay thì em có rất là nhiều luôn em, tầm khoảng 4-5 cây. Em sẽ lên cho anh em từ mức giá rẻ cho tới mức giá cao nha. Cây này thì em sẽ thanh lý cho anh em với giá là 17.900.000. iPhone 14 Pro Max màu tím mắm tôm nha. Con này thì ngoại hình đẹp quá nét, 99% luôn.
Ở ngoại hình con này thì không có bị nhâm hay là gì luôn anh em. Nói chung con này ngoại hình quá là đẹp luôn nha. 99%, 17 triệu 9 thôi. Tình trạng con này thì đã thay màn hình zin móc máy từ máy khác sang, cho nên mức giá thì chỉ nhỉnh như con là 14 Pro nha, thì chắc chắn là sẽ không có chức năng là chu tông. Đây, báo linh kiện không xác định trong phần cài đặt bao cho anh em là màn zin móc máy từ máy khác sang, không phải là màn hình linh kiện hay là màn hình gì hết nha anh em. Chuẩn zin của Apple nhưng mà chỉ sang từ máy này sang máy khác thôi. Đây là phiên bản AOA quốc tế Mỹ 128GB. Phiên bản Mỹ thì anh em không xài SIM vật lý nha, chỉ sử dụng eSIM thôi. Anh em ra nhà mạng S2 eSIM vào là chiến đấu. Pin thì rất là cao luôn em, con này pin còn bao nhiêu đây? 92%, xài rất là trâu bò nha. Đó, em thanh lý cho anh em chỉ có 17 triệu 9 thôi. Hỗ trợ reship toàn quốc cho anh em, trả góp thông qua căn cước công dân. Anh em trả trước cho em con này là 20% nha, trả khoảng 2 triệu đến 3 triệu là anh em đã góp được rồi nha anh em. Rồi con này 17 triệu 900. Cao tiền hơn chút xíu thì em vẫn có cho anh em một cây 14 Pro Max cũng phiên bản quốc tế Mỹ luôn. Con này thì nguyên zin 100%, pin rất cao 98% nha. Và con này thì em bán là 19 triệu 8. Ngoại hình thì tầm khoảng 97-98%. Sườn nó có nhâm nha, đó màu tím thì cũng khá là nhâm. Đây chỗ này nó cũng bị trầy chỗ này nha, cái này là chỗ trầy ngang chứ không phải là bị cấn mớp gì hết nha anh em. Đó, nhiều khi anh em xài nó bị qua quẹt cái này cái nó bị trầy. Đây là cái chỗ trầy nha. Đó, ở dưới đây nó cũng hơi nhâm nhẹ, cũng không đáng kể lắm. Đó là toàn bộ cái ngoại hình của con này. Màn hình thì đẹp nét ken luôn nha anh em, không có bị trầy xước hay là ám ố lưu ảnh gì hết nha. Đây, pin rất cao 98%. Phiên bản quốc tế Mỹ, đây không có báo gì hết nha. 128GB. Không giới hạn SIM là phiên bản quốc tế. Con này em lên với giá là 19 triệu 800 nha, pin rất cao 98%. Còn anh em muốn xài một con máy thực sự là hoàn hảo, nguyên zin 100%, đẹp nét 99%, cũng là phiên bản quốc tế Mỹ thì em sẽ có con này cho anh em với mức giá là 21 triệu chẳng luôn nha. 99% chuẩn luôn anh em. Đó thì giá thành nó sẽ theo cái ngoại hình nha, vì em bán là máy cũ đã qua sử dụng cho nên có con trầy có con đẹp. Thì giá thành sẽ theo cái ngoại hình. Anh em muốn thích đẹp thì có thể chọn con này. Đẹp hoàn hảo 99% luôn. Và pin thì 93% nha. Khá là trâu luôn anh em. Con này thì 21 triệu đồng nha. Còn anh em muốn xài SIM vật lý thì em có cho anh em hai con này. Cũng là màu tím luôn. Một cây thì phiên bản ZA là Hồng Kông, hai SIM vật lý 128GB. Và một cây là phiên bản ZB Singapore, bộ nhớ là 256GB. Cả hai con này thì ngoại hình đẹp 98-99%, chỉ nhâm nhẹ thời gian thôi, không cấn không mấp. Cây ZA 2 SIM vật lý này pin rất cao anh em, 96%, em bán là 21 triệu 3 nha. Và cây phiên bản ZB này thì 256GB, giá 22 triệu 800 nha. Thì phiên bản ZB anh em dùng được một SIM vật lý và một eSIM, giống như là phiên bản Việt Nam nha. Đây, ngoại hình của hai con này thì còn quá đẹp, 98-99%, nhâm siêu nhẹ luôn anh em, nhâm rất nhẹ nha, chứ không có xấu lắm anh em ơi. Anh em nào dễ tính á, thì 99% luôn. Đây, phiên bản ZA là hai SIM vật lý nha, 128GB, rất là tiện lợi, anh em gắn cả hai SIM vào xài luôn thì quá là ngon luôn anh em. Lâu lâu em mới có một cây thôi, 21 triệu 3. Tiếp theo thì em lên cho anh em một cặp siêu phẩm iPhone 13 Pro Max, một cây màu xanh blue và một cây màu trắng nha. Cây màu trắng này thì ngoại hình đẹp 99%. Con này, cả hai con này đều zin ốc chưa bung nha anh em, nguyên bản luôn. Đẹp 99, cực kỳ đẹp, pin thì 85%. Con này em bán với giá là 16 triệu 4. Thì đối với dòng 13 Pro và 13 Pro Max thì riêng phần màn hình thì em sẽ hỗ trợ cho anh em fit miễn phí. Lỡ như sau này anh em xài có bị xanh màn hoặc trắng màn, pin con này 86% nha. Fit rất là nhanh chóng anh em, chờ 5-10 phút là đã fit xong. Phiên bản quốc tế Mỹ, một SIM vật lý và một eSIM, 256GB, 16 triệu 400 nha. Còn cây 128GB màu blue này thì phiên bản là Việt Nam. Ngoại hình đẹp 98%, trầy nhẹ theo thời gian, không đáng kể lắm. Và màn hình thì nó cũng bị xước nhẹ một vết nha. Đây, màn hình nó xước nhẹ rất mờ nha anh em. Em đã dán màn hình rồi,
chủ đề thì để quay cận cảnh chi tiết để anh em xem. Ở xa anh em tuyệt đối yên tâm về cái ngoại hình của bên em nha. Em quay rất là kỹ luôn em. Đây, VNA 128GB. Pin con màu xanh này thì 85%. Đây là cục pin zin máy nha, xài rất là trâu bò. 15.300.000, em giảm giá 200k cho con này nha anh em. 15.300.000. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em dòng iPhone 12 Pro Max. Em có được đủ màu luôn em, màu xanh, màu đen và màu gold. Đó, máy đẹp 99% thì em sẽ bán với giá là 12.600.000. Đó, pin đã thay new 100% nha. Anh em về chỉ cần gắn sim là xài thôi. Dòng 12 Pro Max thì xài cực kỳ là lành tính, hầu như là không có một cái lỗi nào luôn em. Đó, ngoại hình đẹp 99 bên em thì phải nói là quá đẹp luôn nha. Hầu như là không có bị cấn mớp cả, chỉ có chăng là chỉ nhăm nhẹ sườn theo thời gian thôi, không đáng kể lắm nha. Đó là về toàn bộ ngoại hình thì nguyên zin 100% cho anh em. Có cây nào em thay pin thì em sẽ báo chính xác cho anh em là pin new nha, chứ không phải là pin zin. Đó, em sẽ chủ động báo cho anh em. Chẳng hạn như con màu đen này thì pin em đã thay rồi. Đó, có sàn cổ cấp cũ cho nên vẫn có dung lượng pin trong phần cài đặt. Đây, nguyên zin chắc chắn là sẽ có cái chức năng là chu tông nha. Anh em chọn màu nào thì chụp lại màn hình, em sẽ có một clip riêng biệt để quay cận cảnh thật là chi tiết để anh em xem trước khi anh em xuống cọc nha. Rồi, máy đẹp 99 thì 12.600.000. Còn máy xấu hơn một tí thì giá con này em bán là 12.300.000. Xấu hơn như thế nào em sẽ quay cho anh em. Đây. Đó, con này thì hầu như là không có bị cấn mớp gì luôn nè. Con này thì quá đẹp nha. Đây, lưng đẹp nè. Đây, màn hình không có bị trầy luôn. À, lý do con này em bán rẻ hơn 300 là nằm ở cái pin anh em. Pin chỉ có 84% thôi. Đó, khi anh em xài mà pin sau này mà nó yếu á, thì em hỗ trợ cho anh em thay cục pin new với giá chỉ có 300.000 thôi. Đó là mức giá em hỗ trợ cho anh em nha. 12.300.000 cho pin 84, máy đẹp 99% luôn. Còn cây pin 87 này thì sườn nó cấn một vết, em thanh lý chỉ có 11.700.000 thôi. Đây, sườn cấn ở chỗ nào em quay cho anh em xem chỗ cấn nè. Đó, nó cấn ngay chỗ chui sạc nha. Vẫn sạc pin bình thường và không có ảnh hưởng gì tới cái phần màn hình nha. Con này thì cấn thì quá quá đẹp luôn em. Nói chung cấn chỗ này thôi, còn lại là đẹp nha. Màn hình đẹp keng. Đó, lưng đẹp và sườn thì cũng khá là, ngoài chỗ cấn thì còn lại khá là đẹp nha anh em. Đó, tầm khoảng 97%. Pin thì 87% luôn nha. Đương nhiên là nguyên zin 100%. Đây là cục pin zin máy luôn nha anh em. Đây, quay chi tiết cái phần giới thiệu để anh em xem cho nó dễ. LA quốc tế Mỹ 128GB, một sim vật lý và một eSIM nha. Pin 87%. Con này chỉ có 11.700.000 thôi anh em. 11.700.000 nha. Tiếp theo là em lên một con siêu phẩm đầu bảng của Apple. Đây là con iPhone 15 Pro Max màu xám Titan, cực kỳ hot thời điểm hiện tại. Con này thì ngoại hình đẹp like new luôn em. Khách xài lướt sạc chỉ có sạc 21 lần thôi. Đa số thì nằm ở trong tiệm cầm đồ. Đó, nói chung là ngoại hình đẹp như là một cái máy mới luôn em. Hiện tại thì iPhone 15 Pro, 15 Pro Max này sẽ hiển thị lên cái chu kỳ sạc để anh em xem cho nó dễ. Đây, sạc 21 lần. Con này còn bảo hành cho tới tháng 1 năm 2025. Phiên bản 256GB, chính hãng Việt Nam. Anh em tuyệt đối yên tâm sử dụng nha. Pin thì đương nhiên là vẫn còn là 100% dung lượng đủ. Đây. Đó, ngoại hình không có gì để chê luôn em. Có bút zin kèm theo máy. Em tặng thêm cho anh em củ sạc và cáp nữa nha. Giá em bán con này là 29.800.000 nha anh em. 29.800.000, đã trang bị đầy đủ rồi. Đang có chụp cam thoải mái luôn và dán cường lực cho anh em, về chỉ gắn sim là chiến đấu thôi. 29.800.000. Đây là con đầu bảng dòng S của Samsung S24 Ultra. RAM 12 và bộ nhớ trong là 256GB. Con này thì máy new 100%, đã khui hộp để kiểm tra. Hầu như là chưa sử dụng, chưa xài luôn nha anh em. Còn bảo hành gần 1 năm, ke cộng toàn quốc. Ke cộng là bảo hành rơi vỡ nha. Con này được kích hoạt vào ngày 2 tháng 2 năm 2024. Còn bảo hành thì gần 1 năm nữa. Mức giá em bán là 26.000.000 chẳng luôn nha. 26.000.000. Samsung S22 Ultra hôm nay em còn được đúng một cây màu đen. Phiên bản chính hãng Việt Nam. Con này thì còn bảo hành cho tới tháng 6 2024 nha anh em. Mức giá em bán là 11.900.000.
ngoại hình đẹp 98-99%, sườn chấm 1-2 chấm nhẹ, không đáng kể lắm nha. Đó, màn hình thì đẹp keng, xà beng luôn. RAM 8, bộ nhớ 128GB, 11.900.000 nha, 11.900. Con này có box zin kèm theo máy. Em sẽ tặng thêm cho anh em là sạc cáp zin 25W và một cái ốp lưng nữa nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một lô Samsung Galaxy Z Fold 4. Cái đầu tiên là em lên một con máy đẹp 98%. Con này thì có box zin kèm theo máy nha. Mức giá em bán cho con này là 14 triệu đồng. Đó, Fold 4 em về rất là nhiều luôn. Tổng rài thì anh em cũng ủng hộ được 4-5 cây rồi. Ngoại hình con này thì 98%, sườn trầy xước nhẹ theo thời gian, không cấn không móp gì nặng nha. Con này thì cái màn hình ngoài nó hơi xước nhẹ xíu, anh em về dán dẻo lên là đẹp. Cấu hình thì RAM 12 và bộ nhớ 256GB. Con này em bán là 14 triệu đồng, màu xanh green nha anh em. Đây, tiếp nữa là một con màu gold. Con này hôm nay mới là thu lại của khách, có box zin kèm theo máy nha. Ngoại hình con này thì 98% luôn. Đây, sườn đẹp nha, không có bị cấn móp gì hết. Em quay thật chi tiết cho anh em xem. Đó, con này 98% là do nó trầy ở đây. Nó trầy ở cái mép sườn này nè anh em. Đây, trầy ở mép sườn rất là khó thấy nha. Anh em nào mà nhìn sơ qua thì không thấy cái vết trầy. Đó, em bán hàng thì rất là kỹ để quay chi tiết cho anh em xem. Chỉ có trầy chỗ này thôi, còn lại là đẹp hết. Và con này thì giá là 14.500.000 nha anh em. 14.500.000. Màn hình thì đương nhiên là đẹp. Em lựa rất là kỹ ở cái gáy này. Đó, bật ra rất là thẳng nha. Màn hình đẹp long lanh, không có bị ám ố hay là lưu ảnh, cũng như là không có đốm gì luôn. Bản Việt Nam anh em dùng được 2 SIM vật lý nha. Pin thì 4400mAh và sẽ có thêm chức năng ghi âm cuộc gọi nha. Phiên bản Việt Nam thì rất là tiện lợi ở cái khoản này. Có rất là nhiều anh em thích cái phần ghi âm cuộc gọi này để nghe lại những cuộc gọi quan trọng nha. 14.500.000. Thì cái lô này nó sẽ giá cả nó sẽ theo cái ngoại hình. Rồi, như con này thì sẽ là 14.800.000. Trầy xước rất nhẹ theo thời gian, anh em xem rất là khó thấy cái vết trầy nha. Đây, con này như trầy cũng ở cái gáy này, là trầy nhẹ xíu xíu chỗ này thôi. Thì giá bán là 14.800.000. Con này em đánh dấu là con số 1 nha anh em. Rồi, anh em thích cái màu đen thì em vẫn có cho anh em. Con này thì 14.600.000. Cũng hàng 98%, con này còn cái siêu viền theo máy luôn anh em. Đây, còn siêu viền nha, anh em thích thì lọt ra. Đó, con này thì hầu như là nó không thấy chày gì luôn anh em. Nó chày, đúng rồi, chày ở cái gáy này, chắc chắn phải có chày nha. Đây, chày ở cái gáy này, chày nhẹ thôi, không đáng kể lắm, không có cấn móp gì hết. Con màu đen này số em ký hiệu là số 8, em bán là 14.600.000 nha. Còn anh em muốn xài một cái máy hoàn hảo đẹp 99% thì đây, em còn được hai cây màu đen. Cặp này thì ngoại hình đẹp 99% luôn. Đó, 99 thì hầu như là không có trầy gì nặng hết anh em. Đó, chắc chắn là sẽ không có cấn móp nha. Màn hình thì cũng đẹp luôn. Đó, hàng 99 anh em xem, quay cho anh em xem. Quay tới đâu là nó sẽ đẹp tới đó nha. Rất là đẹp luôn anh em. Đó, máy chất lượng 99 thì 15 triệu chẳng nha. Trên cao hơn hai con vừa rồi, 200 cho tới 400. Còn anh em muốn xài bộ nhớ khủng long 512GB thì em có một con này. Đó, con này thì cũng là hàng Việt Nam luôn. RAM 12, bộ nhớ 512GB. Sẽ cao hơn con 256GB là đúng 1 triệu đồng nha. Đó, con này thì em bán với giá là 16 triệu chẳng. Màu xanh và green nha anh em. Phiên bản Việt Nam đẹp 99, không cấn không móp. Cũng không trầy xước gì nặng luôn. Màn trong ngoài đẹp nét. Không có một tì vết nào ở cái màn hình nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, em quay cho anh em xem cái bộ nhớ khủng long nha. Anh em nào thích xài bộ nhớ nhiều thì chốt ngay con này. Em chỉ còn đúng một cây thôi. RAM 12, bộ nhớ 512GB. Hôm trước thì em về được 3 cây 512. Anh em chốt đã 2 cây rồi, còn lại đúng một cây nha. Giá 16 triệu đồng. Rồi, 3 cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên cho anh em dòng iPhone 11, bộ nhớ 64GB. 3 cây này thì ngoại hình đẹp nét, keng xà beng 99% luôn. Và pin thì đã được thay new, anh em về chỉ cần gắn sim là xài thôi anh em. Đó, quá đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn. Thì tình trạng ba cây này như sau. Cây màu xanh và cây màu trắng này thì vỏ đã được thay rồi nha anh em. Đã thay vỏ rồi, nhưng mà thay cái vỏ này là vỏ zin nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn, nhưng mà em vẫn báo cho anh em là vỏ thay đi cho nó dễ. Ngoại hình đẹp like new như là một cái máy mới. Đó, kính thì đẹp keng xà beng. Và pin thì đã thay new 100%.
anh em về chỉ gắn sim là xài thôi. Có sàn cổ cáp cho nên vẫn báo dung lượng bình thường. Cặp này em bán là 6.500.000 cả ba con nha. Và cây màu gold với cây màu vàng này thì là vỏ zin luôn nha anh em. Đó, nói chung là ba cây này thì ngoại hình không có gì để chê luôn anh em. Keng xà beng 99%, 6.500.000. Dòng iPhone 11 này thì hôm ra anh em ủng hộ bên em rất là nhiều luôn. Em về rất là nhiều, đủ màu. Em quay cho anh em tượng trưng màu. Thì anh em chốt con nào thì em sẽ có một clip riêng biệt để quay cho anh em xem cho nó chắc cú nha. Rồi, clip thì cũng đã dài. Em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em nào xem được clip này thì có đam mê công nghệ, có yêu thích những dòng smartphone thì cho em xin một like và một follow đăng ký kênh để mỗi ngày em báo giá cho anh em cũng như là ngoại hình, cấu hình, tình trạng và sẽ free ship toàn quốc cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra đúng như clip thì anh em mới thanh toán rất là tiện lợi và dễ dàng. Anh em chốt con nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em hai số này 0818 60 60 60 và 0902 060 151. Em bảo hành cho anh em 3 tháng nha. Thời gian làm việc của bên em là từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối mỗi ngày luôn nha anh em. Rồi, lần nữa thì cảm ơn anh em đã xem. Hẹn gặp anh em vào clip ngày mai nha. Bye bye.